Ok, anh sẽ hướng dẫn em cách chỉnh màu về con này nha. Đầu tiên là bấm nút on, nó bật máy lên. Thì nó sẽ có chữ B, chữ TV, chữ AV và chữ M. TV và AV và M là những chức năng tùy chỉnh trên máy. Thường mọi người sẽ sử dụng AV hoặc là B là nhiều nhất. AV là trên cái máy, khi đó em nhìn vô nó sẽ cho em chỉnh cái khẩu và cái số F á. Nếu mà số F này là những số nhỏ thì hình của nó sẽ có độ xóa phông rất là tốt. Ví dụ nha, ví dụ những chiếc cái nắp ống kính thì cái background sau cái nắp ống kính nó sẽ xóa hết luôn. Đó, kiểu vậy. Còn nếu mà muốn hình nét hơn thì chỉnh cái số F này cao lên là hình nó sẽ nét hơn. Rồi, tiếp theo là nếu mà em muốn để auto hết để dễ dùng thì có thể một là để chữ B. Thì trong cái chữ B này trên máy thì nó sẽ có cho mình bốn cái nút ở trên đây để mình xoay nè, 1, 2, 3, 4 để mình chỉnh các cái màu sắc ứng trên cái máy đó. Ngoài ra thì khi em bấm vào chữ WB em có thể chỉnh được những cái màu tương ứng khác, ví dụ như trong trẻo nè, ấm ấm nè, vàng đậm hơn nữa, hoặc những tông trong xanh. Đó, thì bình thường như cái hình mà anh có chụp á, trên bay á, anh sẽ sử dụng cái hình này. Đó. Rồi, cái hình này là chức năng về flash. Thì flash nó sẽ có auto, auto xóa mắt đỏ, bật flash, tắt flash hiện giờ. Thì mình có thể tùy chỉnh. Flash thì sẽ có hai cường độ, là một cường độ này là cường độ đánh bình thường, mà nếu muốn đánh mạnh hơn thì gạt cái này một cái, nó sẽ đánh mạnh hơn. Xem là hình thì nằm ở đây. Đó. Rồi, cơ bản thì nó sẽ có những cái function chỉnh màu nữa nằm ở trong phần menu, trong cái phần custom image. Thì nó sẽ cho mình chỉnh natural, kiểu hình trong trẻo hơn, hình chụp chân dung, chụp phong cảnh. Thì bình thường mỗi mọi người thích như, kiểu như đa màu, đa sắc hơn thì để natural sẽ kiểu nhạt nhạt màu, nhìn nó sẽ trong trong, lạnh lạnh hơn. Rồi, nó sẽ còn digital filter thì nó sẽ có một số cái hiệu ứng, như là đậm màu, high contrast. Cái này là sẽ trong trong rồi nhưng mà nó sẽ nhạt màu. Đó, thì em khi em chỉnh em sẽ thấy được hình ảnh nó có sự thay đổi cho em nhất định trong từng cái hình. Quan trọng do mắt mình nữa, mình thấy cái nào hợp lý với mình thì mình có thể điều chỉnh. Rồi. Đó, em có thể xem thử. Anh sẽ còn thêm một cái hướng dẫn nữa về những cái setting màu trên mạng này cho em coi.